tại một căn nhà đã bỏ hoang lâu năm. Thiết Tâm bước vào và tìm thấy tờ ngân phiếu cùng một tờ giấy. Trên đó ghi thằng nào lấy tiền làm chó, tức thì vẫn tức nhưng tiền thì vẫn lấy. Thì ra Thiết Tâm chính là một sát thủ. Tờ giấy vừa rồi là của một người nào đó muốn anh ta giết chết cao thủ Trần Quốc Huy. Mặc dù là cao thủ trong chốn võ lâm một quyền có thể chặt gãy khúc cây, nhưng Quốc Huy vẫn không phải là đối thủ của Thiết Tâm. Quốc Huy nhanh chóng bị đánh bại tại võ quán của sư phụ Hoàng Kỳ Anh. Lúc này sư phụ có việc bận nên giao việc quản lý lại cho đại sư huynh Cái Tiên. Anh ta có cái mụn ruồi trâu và ít lông mồm mọc ra từ đó, nhìn dâm dê không khác gì lão sếp của tôi. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, Cái Tiên bắt các sư đệ phải học võ công do anh ta nghĩ ra. Cả đám đương nhiên là không phục, trong đó có cả con trai của sư phụ là Hoàng Phi Hồng, tôi xin được phép gọi là anh Long cho thân mật. Sau khi bị anh Long chỉ trích võ công yếu kém, Cái Tiên bực mình nói, mày đừng nghĩ mà là con của sư phụ mà tao sợ, giỏi thì vào đây đánh nhau với tao xem nào. Thế là hai người lao vào trau dồi võ công. Nhân vật chính thì làm gì thua được, anh Long đánh cho tên sư huynh ngang ngược kia một trận. Không phải là anh yếu, chẳng qua là do tôi quá mạnh mà thôi. Đánh nhau chán chê, anh Long dẫn mấy huynh đệ ra ngoài làm ít rượu mận mắm tôm. Đang ăn ngon lành thì bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Đó chính là Phi Lễ, một cô gái trắng trẻo xinh đẹp. Cả đám đều mê mẩn trước tâm hồn to tròn đẹp của cô. Anh Long cược với cả nhóm nếu tôi khiến cô ấy tự nguyện hôn và ôm tôi, các bạn phải mời tôi ăn tối. Kèo dễ ăn như vậy đương nhiên cả nhóm đồng ý ngay. Với bản tính thông minh từ trong trứng, mấy cái này sao làm khó được anh. Anh Long tiến lại sau lưng Phi Lễ, giả vờ bị cô chọc trúng mắt rồi bắt cô thổi. Thế là thổi ngay vào má anh. Sau đó anh ném con lươn xuống đất. Phi Lễ tưởng rắn liền nhảy lên ôm anh. Cả đám hí hửng cười khoái chí. Nhưng chưa cười được bao lâu thì bị mẫu thân của Phi Lễ tát sấp mặt. Cha mày là ai mà lại dạy mày đi chọc ghẹo con gái nhà lành. Thế rồi bà lao vào dạy dỗ thanh niên tuổi mới như này. Anh Long mặc dù có võ công cao cường, nhưng người phụ nữ này còn cao hơn mấy bậc. Bà cứ đầu với miệng anh Long mà đánh. Bất lực trước cao thủ võ lâm, anh Long nói, tôi thấy bà là phụ nữ nên nhường đấy rồi cong đít chạy. Phía bên kia có một vị thiếu gia thích chơi chim. Một người đàn ông bán rau không may chạm phải thế là bị đánh. Sau đó còn tính mua miếng ngọc của hai cha con nghèo với giá 1 đồng. Hai cha con đuổi theo đòi lại miếng ngọc thì anh ta liền ném vỡ nó. Đúng lúc anh Long đang mang cục tức đi ngang qua, thấy chuyện bất bình liền ra tay nghĩa hiệp. Bố mày đang bực mình vừa hay bản mặt của mày gợi đòn quá. Thế là anh Long lao vào cho tên thiếu gia một trận. Hắn ta đánh không lại liền đổi qua chơi hệ đao pháp. Ban đầu có yếu thế hơn khi phải chủ động né tránh. Nhưng sau khi quen được nhịp độ, anh Long liền phản công đánh cho tên ngang ngược sấp mặt. Đang bực có thằng đưa mặt ra cho mình đánh, nó phê gì đâu ấy. Thì ra nữ cao thủ kia chính là em họ của Hoàng Sư Phụ. Nhiều năm qua họ chưa gặp nhau nên bà tới đây thăm anh trai. Hoàng Sư Phụ đang ba hoa về thằng con trai tài giỏi thông minh thì đúng lúc này anh Long về tới nhà. Hoàng Sư Phụ kêu thằng con ra chào cô với em gái. Mặt mũi đâu mà chào, anh giả vờ bị nghẹo cổ. Cháu tôi bị đau cổ à, để cô giúp cháu bẻ lại cho đúng khớp nha. Bà cô còn nói, từ khi tới thị trấn này, ai cũng khen cậu con trai của anh. Thông minh này, võ công cao cường này, lại còn hành hiệp trượng nghĩa. Hoàng Sư Phụ sung sướng mũi nở to gấp mấy lần. À mà trong thôn có kẻ dám chọc ghẹo con gái em, đã vậy còn ra tay đánh cả em nữa. Con cái nhà ai mà bố láo vậy em? Em dẫn anh đi tìm, anh đánh chết cha nó. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt đó anh, thằng con quý tử của anh đó. Liệt bẹ mày, Hoàng Sư Phụ tát thằng con nổ đom đóm mắt. Bất ngờ cha của tên công tử vừa rồi dẫn theo thằng con bị bó bột tới ăn vạ. Tôi đánh con ông thì bây giờ con ông đánh lại tôi, thế là hòa được chưa? Tiên sư anh ăn gì mà khôn thế? Tình hình có vẻ căng thẳng khi Lý lão gia không muốn giảng hòa. Cô nhanh trí nói, cháu tôi sẽ chịu được 10 chiêu của Triệu giáo đầu. Nó chết hay tàn phế là do ông trời phạt. Nghe có vẻ hợp lý, Triệu giáo đầu đắc ý nói ta chỉ cần 3 chiêu là đủ. Thế là anh ta lao vào đánh anh Long. Vì không thể đánh, anh Long chỉ có thể chống đỡ. Đánh cả chục chiêu rồi mà tên giáo đầu vẫn không chịu buông tha cho anh Long. May mà cô nhắc nhở nên hắn mới chịu dừng tay. Anh Long cà khịa, võ công như cái đám trâu non vậy bạn. Cay cú, Triệu giáo đầu liền lao vào đánh tiếp. Cô bên này bảo thằng cháu đánh chết mẹ nó đi. Anh Long dùng hạc quyền xin được ít tóc của hắn. Tiếp theo dùng xà quyền để tấn công. Xà quyền rất uyển chuyển, vừa đánh vừa né chiêu rất lợi hại. Hắn ta tính chuyển qua hệ chơi đao nhưng anh Long đoán được liền đánh hắn sấp mặt. Lý công tử đang nằm yên cũng bị anh Long mang lên làm bia đỡ đạn. Thế là Triệu giáo đầu đánh nhầm vào thiếu gia. Thằng con bị đánh, giờ mang người tới báo thủ cũng bị đánh. Lý lão gia cay giái tới cấp độ 7 nói sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Anh Long bị phạt đứng tấn 3 giờ đồng hồ. Đại sư huynh hí hửng vì đã đến lúc trả thù rồi. Thấy bạn mình chịu khổ, một huynh đệ đã lấy ghế ra cho anh Long ngồi. Tưởng không ai biết, đúng lúc này Hoàng Sư Phụ ra xem tình hình. Ngươi ngồi ghế có vẻ khổ nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Này thì chống đối,
Tối đó anh Long bị phạt đứng trên hai cái ghế, tay thì bị trói, còn cổ thì đeo cái chuông. Thằng bạn thân lại mò vào giúp đỡ. Sau khi cho anh ăn xong rồi tháo dây cho anh xuống, anh ta nói rằng ngày mai Hoàng sư phụ sẽ mời Tô Hóa Tử tới để trị anh Long. Tất cả đồ đệ học võ của Tô Hóa Tử không gãy tay thì gãy chân. Vì sợ bị Tô sư phụ đánh cho bố mẹ nhận không ra, anh Long bèn dùng kế chạy là thượng sách. Mấy ngày chưa có gì vào bụng, anh bèn mò tới một quán ăn để kiếm tí cơm cháo. Thấy một người đàn ông đang ngồi ăn một mình, anh liền tới xin ngồi chung rồi làm quen. Sau đó kêu tiểu nhị mang đồ ăn và rượu ra, vừa ăn vừa gắp cho người đàn ông kia. Ông cứ ăn thoải mái đừng khách sáo làm gì. Hết món này rồi món khác ra, vừa ăn vừa uống rất sảng khoái. Ăn đến nỗi người đối diện còn tưởng là ma đói đầu thai. Ăn xong anh vênh mặt lên trời nói bữa cơm này tôi trả. Thế rồi anh đứng dậy tính phủi đít đi thì bị chủ quán bắt tính tiền. Người ngồi dưới kia tính tiền cho tôi rồi. Thế ông ấy là gì với anh? Đó chính là bố của tôi. Anh cũng lắm bố nhỉ, không lẽ bố tôi có người con rơi rớt như anh? Biết không trả được nên anh mặt dày rời đi. Nhưng anh đầu bếp đố con thì nói không. Sau đó bọn họ lao vào quyết đấu. Đám người làm thì không phải đối thủ của anh Long, chỉ có tên đầu bếp là có sức mạnh. Anh dùng chiêu bóp phiếu Long chảo thủ, nhưng vú này cứng quá bóp không được. Bất cẩn anh đạp phải cái bình liền ngã xuống đất, tên đầu bếp liền bay tới đẻ và khống chế anh lại. Ăn bao nhiêu thì đánh cho ói ra bấy nhiêu, thế là anh bị đánh cho nôn cả mật vàng ra ngoài. May mắn là có một ông lão mũi đỏ ra tay giúp đỡ. Ông ấy võ công vô cùng lợi hại, đám người kia lao vào đánh mà cũng không động vào được người ông. Đã vậy còn bị ông bón hành liên tục, cứ mồm là ông đánh. Anh Long thì tranh thủ vừa ăn bánh bao vừa xem đánh nhau. Đã ăn trực còn phá banh cả cái quán của người ta, hai người vội vàng bỏ chạy. Ra tới bìa rừng hai người làm quen với nhau. Ông vừa nói mình họ Tô liền bị anh Long ngắt lời. Nhắc đến họ Tô là cháu bực mình, không phải vì cha cháu mời Tô Hóa Tử tới để dạy cháu thì cháu không phải ra nông nỗi này. Lão Tô đó quá thật là độc ác, nham hiểm, nếu gặp ông ta cháu sẽ đánh cho ông ta lên bờ xuống ruộng. À thế à, người đời gọi ta là Tô Hóa Tử đấy. Thôi bỏ mẹ rồi. Anh Long liền cao chạy xa bay, chạy đâu cho khỏi nắng, anh nhanh chóng bị Tô sư phụ tìm thấy. Hai người liền lao vào trau dồi võ công, anh Long dù có cố thế nào cũng không thể đánh lại. Sau đó anh bắt đầu gái, tôi còn chưa sử dụng võ công hổ phục quyền đâu. Rồi anh vận nội công rách cả đũng quần. Hai người lại tiếp tục đánh nhau, hổ phục quyền thì cũng thành tiểu mưu trước Tô sư phụ. Anh Long bị đánh như con đẻ, cuối cùng cũng phải chịu bái Tô Hóa Tử làm sư phụ. Ngày qua ngày anh đều được Tô sư phụ dùng tình yêu thương để dạy dỗ chỉ bảo tận tình. Tôi đến nhân lúc sư phụ đang ngủ, anh Long tính chuồn đi mất, nhưng làm sao qua mắt được Tô sư phụ. Giả đi vệ sinh để chuồn tập 2 thì lại bị kẹp đầu vào cánh cửa, thôi thì đành phải ở lại học võ. Đổ hết nước từ chum này qua chum khác, chán quá anh Long đành phải nhảy vào một chum để giả bị đuối nước. Nhân lúc sư phụ tới xem tình hình thì anh kéo sư phụ vào, sau đó đậy nắp và kê cục đá lên rồi chuồn tập 3. Tô sư phụ tức giận, cái thằng chó này, đang ngồi đốt lửa hong khô quần áo thì Thiết Tâm xuất hiện đuổi anh Long đi. Mày có mù hay không mà không thấy tao đang bận à? Thế là thanh niên tuổi mới nhú lại một lần nữa bị các bậc tiền bối đánh cho ra bát. Có tí võ công mà muốn thể hiện à? Thiết Tâm không phải là người bình thường nên ra tay không hề nương nhẹ. Mới đánh có tí mà anh Long đã tím hết mặt. Thiết Tâm bắt anh chui qua háng thì mới tha cho anh. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra một bài học cuộc đời. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Anh bị sỉ nhục một cách không thương tiếc. Mặc độc nhất một cái quần xà lòn. Anh vừa chạy vừa nghĩ đến những cay đắng mà mình vừa nhận phải. Đến mì hảo hảo cũng không chua cay bằng mối nhục này. Thôi thì đành mặt dày về xin lỗi Tô sư phụ. Nhìn thấy người thằng đệ vừa bị ai đó dạy cho bài học cuộc sống, ông cũng đành tha thứ. Mấy ngày sau hai thầy trò tiếp tục học võ công. Bản tính lươn lẹo dù trời sập thì vẫn không thay đổi. Nhân lúc thầy đang ngủ, anh Long mò xuống múc nước từ chung bên dưới đổ lên trên cho nhanh. Thế là anh bị sư phụ bắt múc nước từ trên xuống dưới. Anh còn luyện được tuyệt chiêu bóp vỡ hạt vạo. Chán ở trên núi hai thầy trò mò xuống thị trấn cho vui. Thì ra mấy cao thủ võ lâm không làm mà vẫn có tiền tiêu là do đi đánh bài ăn tiền. Vì thắng nhiều quá nên bị nhắc nhở. Lông mày rậm muốn ra tay chơi với Tô sư phụ một ván. Hắn dùng chiêu nhanh tay để lừa, nhưng làm sao quá mắt được người từng trải. Biết không thể thắng được, hắn kêu người la lớn có quan sai tới để ôm tiền tẩu thoát. Anh Long liền chặn hắn lại. Sau một hồi quảng cáo về cái đầu bùi cứng như đá, hai người lao vào đánh nhau. Đầu của hắn lợi hại thật sự, đánh không lại còn bị hắn đánh cho ngã sấp mặt. May mà có Tô sư phụ chỉ bảo, anh Long phản công lại. Cái đầu khớp của ngươi lộ thiên quá, mặc cái quần vào cho người xem bớt ngại. Đầu dù cứng thế nào cũng không bằng búa sắt. Anh cầm búa đập lấy đập để vào cái đầu của hắn. Giờ đầu mọc ba cái sừng khá to và đẹp. Trong một lần được sư phụ giao xuống núi mua rượu, anh Long bèn bớt một ít tiền để gọi đồ ăn. Rượu thì vẫn mua loại ngon nhất nhưng đổ thêm nước vào cho đầy. Sư phụ ở nhà run lẩy bẩy như mấy anh nghiện lâu năm không có thuốc.
không biết thằng đệ đi mua rượu ở đâu mà lâu thế. Bất ngờ tên đầu khất dẫn người tới báo thủ. Đây chính là vua gậy từ Kích Thiên vang danh thiên hạ nhưng chẳng ai biết tên. Sau khi nghe Tô sư phụ giới thiệu bản thân, Từ Kích Thiên tính bỏ đi. Thằng đệ bèn xúi dại nói ông già kia chắc chắn là kẻ mạo danh. Thế là hắn cầm gậy lao vào đánh. Vì không có rượu nên Tô sư phụ không đánh lại. Lúc này thằng đệ vừa về tới liền ném bình rượu qua cho sư phụ. Sao mày lại mua nước cho tao uống vậy thằng chó? Hai thầy trò bị đánh tối hết mặt mày. May là trong nhà có nhiều cơ quan, Thiên Kích nhảy vào liền bị kẹp đầu. Nhân cơ hội hai thầy trò chuồn đi mất, ở lại nó đánh cho què giò mất. Trong bữa cơm thân mật, Tô sư phụ đã biểu diễn môn võ công tuyệt thế Túy Bắt Tiên cho anh Long xem. Nhìn như là một kẻ say không biết đường về, nhưng bên trong chứa đầy sát khí. Hỏi sao mấy anh đi nhậu về là sáng hôm sau mấy con sư tử bầm tím cả mắt. Để luyện môn võ này thì phải say mới học được. Thế là hai thầy trò vừa đọc thơ vừa uống lấy uống để. Sau đó anh Long chính thức được làm đệ tử Lưu Linh. Giờ thì anh tập hăng say hơn cả chơi đồ. Trong đó có một chiêu có tên là Hà Tiên Cô đánh đàn dâng rượu say bước lên. Vì nó hơi ẻo là giống con gái nên anh Long không học. Lý lão gia lại đến tìm Hoàng sư phụ để trả thù. Vì Hoàng sư phụ nói dân trong thôn không bán núi ngưu đầu lại cho Lý lão gia. Núi ngưu đầu có trữ lượng than lớn, Lý lão gia tính cấu kết với doanh nghiệp bên ngoài để khai thác. Hoàng sư phụ không cho phép ai động vào ngọn núi của dân làng. Tức giận Lý lão gia bèn thuê Thiết Tâm giết chết Hoàng sư phụ. Phía bên kia, anh Long đi ngang qua tiệc mừng của Từ Kích Thiên. Nhà có đám tang Hà gia chủ. Cái thằng chó kia, hôm trước bị đánh chạy té đái, nay lại muốn gợi đòn à. Mới học được túy quyền nên anh tới thể hiện tí. Không ngờ võ công này lợi hại thật sự. Từ Kích Thiên không những không đánh trúng mà còn bị đánh lại. Anh Long vừa đánh vừa trêu chọc khiến Từ Kích Thiên cắm đầu vào bãi phân trâu. Thấy anh Long uống hết cả bình rượu, hắn tưởng anh uống say không thể đánh nữa, thế là xông vào đánh tiếp. Kết quả là người bị đánh cho bầm dập, đã vậy còn bị nó nhảy hai chum rượu đi. Về nhà thì không thấy sư phụ đâu. Sau một năm gắn bó, bây giờ cũng đã đến lúc chia tay. Tô sư phụ hy vọng đệ tử của mình cố gắng luyện tập và phát huy tuyệt thế võ công của mình. Đang dạy võ công cho đệ tử, Hoàng sư phụ nhận được tin báo Lý lão gia đang cho người đào núi. Sự việc cấp bách, ông liền chạy tới để xem tình hình. Không ngờ đó chỉ là một cái bẫy do Thiết Tâm tạo ra. Không chào hỏi, hắn ta liền ra tay đánh lén khiến Hoàng sư phụ ngã ra đất. Sau màn giới thiệu, hai người lao vào đánh nhau. Hoàng sư phụ tuy có tinh thông hồng quyền nhưng tuổi đã cao khó lòng đánh lại. Ông liên tiếp bị Thiết Tâm đánh trúng. Lúc này anh Long xuất hiện kịp thời. Bố cứ yên tâm ở con, thằng nào động vào bố con đánh tất. Nhìn thấy đối thủ quen quen, con chim non của anh Long liền thụt vào không gáy nữa. Chuẩn bị đánh nhau thì Tô sư phụ chạy lại hỏi thăm. Lão già kia, chuyện này không liên quan tới ngươi. Người sai rồi, ta là người rất thích lo chuyện bao đồng. Tưởng sư phụ đánh hộ, anh ở sư phụ vứt cho thằng đệ bình rượu rồi kêu nó nhảy vào đánh. Rượu vào thì chân tay ngứa ngáy, hai người lao vào quyết chiến. Túy quyền thân pháp nhanh nhẹn, dùng nhu chế cương. Thiết Tâm không thể nào đánh trúng vào người anh Long. Đệ nhất sát thủ giờ cũng phải chùn bước. Hắn ta bị anh Long đánh cho mà không thể làm gì hơn ngoài chịu đòn. Nhưng Thiết Tâm đâu phải là kẻ tầm thường. Hắn ta sử dụng xà quyền để tấn công. Động tác lắc tay như đuôi của con rắn đuôi chuông làm đối thủ hoa mắt. Anh Long bị đánh sấp mặt. Anh liền sử dụng chiêu Hà Tiên Tử. Nhưng lúc học chiêu đó anh lại cúp tiết. Giờ thì không biết phải đánh sao. Tô sư phụ liền nhắc anh, trong hư có thực, trong thực có hư. Thế là anh tự chuyển đổi giới tính của mình thành Hà Tiên Tử. Thế võ có vẻ hơi ẻo lả nhưng sát thương vô cùng lớn. Sau khi trở lại với giới tính thực, anh liền sử dụng hầu quyền để tấn công. Nhược điểm của túy quyền là không có rượu vào thì không đánh được. Anh Long bèn làm thêm vài ngụm rượu. Để kết thúc trận chiến, anh bay lên khóa chặt Thiết Tâm. Sau đó dùng chiêu bóp biết hầu và bẻ đầu tấn công. Cuối cùng là cho hắn ăn củ trỏ vào người. Bộ phim đến đây là kết thúc. Túy quyền phần 1 được sản xuất và phát hành năm 1978 nhưng những pha hành động còn xuất sắc hơn một vài bộ phim hiện đại bây giờ. Môn võ này chắc chắn sẽ không bao giờ bị thất truyền vì cứ thứ bảy chủ nhật là các đệ tử Lưu Linh lại cùng nhau luyện công trau dồi tử lượng. Đây cũng là bộ môn võ thuật giúp các anh bay nóc nhà sớm, vì thế tuyệt đối không được mang vợ con ra để tập túy quyền. Ngoài ra không được luyện tập nơi công cộng và chống chỉ định khi vận hành tàu xe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các bộ phim tiếp theo.